đợi xíu nha. Đến 29 ạ. Đây là sữa tắm nha. Đây là sữa bò non ạ. Đây là hạt chia nha. Túi này là 500g các bạn. Vitamin C ạ. Một nọ là 500 viên. Đây là 2020. Mọi người tha hồ uống luôn nha. Đây là kẽm mẫu mới ạ. Đây là dung dịch vệ sinh phụ nữ nha. Chị sơn khớp ạ. Đây là Edipit đồ nha. Đây là canxi và bầu nha. 180 viên. Thải độc gan nè, loại 60 viên nha. Đây là viên uống collagen. Chị đang tìm tình nha. Đây là tinh chất hồng các bạn ạ.